Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ với các bạn cách nấu bún cá thật ngon nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn nguyên liệu để mình dùng mình nấu 4 bát bún cá. Hôm nay mình mua con cá 1 cân và mình đã phi lê rồi nhé. Đầu mấy xương thì mình sẽ để đinh nước dùng. Các bạn có thể dùng cá chấm, cá rô phi hoặc là cá quả cũng được nhé. Bún mình có 5 nạng, 3 quả cà chua nhỏ, 1 quả chanh, 1 ít giá đỗ, hành và thì là, 3 quả ớt tươi, hành bóc vỏ và gừng, có rau sống, có 4 miếng chả cá mình mua sẵn nhá, 1 củ hành tây, 2 bìa đậu mình sẽ thái vuông nhỏ nhá, dầu ăn, nước mắm, tương ớt, mì chính, bột chiên giòn, tiêu xay, gia vị, đường. Mình sẽ đập dập hành củ ra để mình cho vào nước dùng nhé. Hành tây thì mình sẽ bổ đôi. Cà chua thì mình sẽ thái bổ cao nhé. Gừng thì mình sẽ thái lát mỏng này. Thì là sẽ cắt khúc nhá. Hành cũng cắt khúc luôn. Cá thì các bạn sẽ thái một miếng cá, mỗi miếng cá khoảng tầm Tôi sẽ ướp cá, tôi sẽ cho nửa thìa cà phê gia vị, 1/3 thìa cà phê mì chính, nửa thìa cà phê hạt tiêu nhá, tiêu xay. Nước đã sôi rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ cho vào
vào nồi. Một thìa cà phê muối. Hành tây. Gừng thái lát. Hành củ đập dập. Và sẽ xào đồ cá vào nhé. Mình sẽ cho khoảng 2 lít nước vào xong để đun bạn nhé. Sau khi lò nước dùng của mình đã đun được 40 phút thì mình sẽ cho cà chua bổ cao vào nè. Và cho đậu vào nhá. Mình sẽ cho một thìa cà phê đường. Một thìa cà phê mì chính. Và sẽ cho 3 thìa cà phê nước mắm nhé. Một thìa cà phê đầy gia vị nữa. Bây giờ mình sẽ bày bát bún cá nhé. Đây thì mình đã có hành thịt là trần rồi này, giá đỗ trần này. Bây giờ tôi sẽ xếp cá vào. Thank you.
Chả cá thì mình sẽ cắt làm 4 nhá. Mình sẽ chan nước vào bát bún nhé. Hà Nội đã có buổi tập cuối cùng ở Hà Nội.